Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện và tồn tại một số chợ tạm do người dân tự phát lập nên. Những khu chợ này không chịu sự quản lý của chính quyền địa phương, tự do mua bán nên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự an toàn giao thông. Đáng nói hơn là trong tình hình như hiện nay, những nơi tập trung đông người không được kiểm soát như thế này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc đã cho chủ trương vận động di dời tiểu thương và xóa bỏ những chợ tạm tự phát này. Chợ Bà Châu nằm trên đường Lưu Văn Lan thuộc phường 2 thành phố Sa Đéc. Chợ này vốn dĩ do người dân tự lập, hợp nhóm tại nơi quần cư đô thị chật hẹp, đông đúc và đã tồn tại từ rất lâu. Trong đợt bùng phát dịch vừa qua tại thành phố Sa Đéc, gần nơi này đã xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp với tỷ lệ lây nhiễm cao. Hiện tại khu vực chỉ còn một số ít hộ mua bán sau khi chính quyền địa phương vận động di dời. Còn đây là chợ tự phát Cầu Đốt thuộc địa giới phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Thoạt nhìn, khó ai có thể biết rằng đây vốn dĩ là con đường giao thông trong khu vực nội ô. Tiểu thương bày bán hàng hóa tràn lan ra lòng đường. Người mua thì vô tư dùng xe để lựa chọn, trả giá. Việc ngang nhiên căng bạt che dù giữa lòng đường khiến việc đi lại càng trở nên khó khăn. Lực lượng công an, quân sự, rồi các đoàn thể của phường đã phối hợp với đội trật tự của thành phố. Chúng ta vô là tiến hành ta tháo dỡ những mái che, rồi ba cái dù tạm đó. Nếu trường hợp những đối tượng nào mà người ta chịu di dời thì tự ta tháo dỡ di dời. Còn cái nào không được thì chúng ta phải tiến hành, chúng ta thực hiện theo cái quy định. Trên địa bàn thành phố hiện có 8 chợ tạm do người dân tự phát thành lập. Những chợ này không được sự quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vấn đề mất trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như nguy cơ về dịch bệnh. Về lâu dài, sự tồn tại của những chợ tạm sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị của địa phương. Hiện tại, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc đã bố trí di dời khoảng 300 tiểu thương sang những khu chợ khác để từng bước xóa bỏ chợ tạm. Thành phố cũng đã có cái đối thoại với bà con và cũng có tuyên truyền với bà con và giải thích rất là kỹ để bà con cố gắng để mà có cái sắp xếp ổn định về cái tư tưởng cũng rất là vững vàng để làm sao chuyển về một cái khu chợ có cái bố trí mới, nó sẽ có cái nề nếp hơn. Di dời chợ tạm, các điểm kinh doanh tự phát là chủ trương phù hợp với xu thế phát triển đô thị văn minh của thành phố Sa Đéc. Để câu chuyện xóa bỏ chợ tạm không bị lặp đi lặp lại như bắt cóc bỏ dĩa, thì các giải pháp phải được xây dựng trên tinh thần quyết liệt, đồng bộ. Ngoài nỗ lực của chính quyền địa phương, cũng cần sự góp sức của người dân trong việc thay đổi thói quen, hướng đến mua bán văn minh, an toàn hơn.